sẽ thu hồi toàn bộ nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích. Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết việc xây dựng cáp treo xuyên hang Sơn Đòn và 12 sân golf gần đó được dư luận và các phương tiện truyền thông thông tin là chưa có cơ sở. Cư dân tổ 38 Yên Hòa Hà Nội mất ăn mất ngủ vì công trình tạm. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Địa ốc 24 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2017. Bên cạnh những thông tin chính chúng tôi vừa điểm qua, trong 15 phút tới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin khác liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 2544, chương trình tổng thể về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong giai đoạn 2011-2020. Theo đó, sẽ thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ khởi công, lễ động thổ khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, đồng thời nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ, tiến hành thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng và đối tượng đã hết thời gian sử dụng theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ứng vốn điều lệ quỹ đầu tư phát triển thành phố để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao quỹ đầu tư phát triển thành phố ứng vốn cho Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân nằm trong phương án dự kiến được phê duyệt trong tháng 1 năm 2017. Với tổng kinh phí là 102,021 tỷ đồng, khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm thành phố Hà Nội dự kiến bố trí tại quy hoạch khu công viên công nghệ cao thuộc khu vực phát triển đô thị hai bên đường Võ Nguyên Giáp thuộc trục Nhật Tân Nội Bài với quy mô dự kiến 70,8 ha. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng. Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết việc xây dựng cáp treo xuyên hang Sơn Đòn và 12 sân golf gần đó được dư luận và các phương tiện truyền thông thông tin là chưa có cơ sở. Đến nay, tỉnh Quảng Bình chưa có chủ trương quyết định nào liên quan đến vấn đề này. Việc các tổ chức cá nhân khảo sát nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là một việc làm bình thường. Còn xây dựng một công trình phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải được đánh giá tác động môi trường, phải được sự đồng ý của chính phủ, các bộ ngành trung ương và ý kiến của UNESCO. Thời gian gần đây, chủ đầu tư tổ hợp nhà chung cư E4 Yên Hòa là Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã cho xây một dãy nhà tạm nằm sát với các hộ dân. Điều đáng nói là công trình này đã bít toàn bộ cửa sổ tầng 1 của khoảng 10 hộ dân thuộc dãy H, tổ 38, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, khiến cho người dân bức xúc. Công trình đã tồn tại gần một tháng nay. Người dân đã kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Căn phòng này được gia đình ông Nguyễn Như Hà dành làm nơi nghỉ ngơi cho người mẹ già gần 90 tuổi, bởi đây là nơi thoáng nhất trong nhà. Nhưng từ khi dự án E4 Yên Hòa khởi công, bụi và tiếng ồn khiến mọi người trong gia đình chẳng thể ngủ ngon. Nay lại thêm một dãy nhà tạm bằng tôn, chỉ cách căn phòng vài chục cm, khiến cuộc sống gia đình ông Hà bị đảo lộn. Mỗi lần mưa thì cái tiếng mưa mà gõ trên mái tôn thì là chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rồi, cái đấy là chắc chắn rồi. Đấy thì sẽ, mà nhất là nhà tôi thì có cụ già gần 90 tuổi nữa. Đấy, cho nên là phòng của cụ thì được bố trí ở một cái phòng mà có độ thông thoáng nhất của căn nhà. Đấy, cho nên là bây giờ với tình trạng như thế này thì chắc chắn tôi lại phải bố trí cho cụ ở một cái phòng khác. Dãy nhà tôn bịt kín toàn bộ phía sau dãy nhà H, tổ 38, phường Yên Hòa, khiến những tầng thấp của nhà dân bí bách. Hơn thế, với khoảng cách từ mái tôn nhà tạm đến ranh giới nhà dân chỉ khoảng vài chục cm, người dân còn lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống và an ninh của khu dân cư. Hôm nọ là có cả rắn leo lên rồi đấy. Đấy, cho nên là chúng tôi muốn là ảnh hưởng môi trường của cả cái dãy này, mà chúng tôi muốn là bây giờ để như thế này chúng tôi không vệ sinh được, chúng tôi không làm gì được. Thì rắn nó cũng bò lên được. Thế rồi tất cả chuột chung, tất cả các thứ chúng tôi không làm gì. Mà bây giờ rất là bí bách. Cho nên mà về phần trộm cắp là người ta trèo lên cái mái này, người ta đi sang đây là vô tư. Tôi nói đêm hôm giờ chúng tôi có phải là canh giữ làm sao được. Lo lắng môi trường sống bị ảnh hưởng, các hộ dân tổ 38 Yên Hòa đã làm đơn tập thể gửi chính quyền các cấp. Nhưng chỉ được phường Yên Hòa trả lời rằng công trình trên là công trình tạm của dự án nên không phải xin phép.
Chúng tôi kiến nghị xong thì chỉ có phường đến thì họ nói đây là nhà tạm, và cái vấn đề xử lý như thế nào đấy thì phường không chịu trách nhiệm. Đấy, phường chỉ là một đơn vị báo cáo lên quận thôi. Thế chúng tôi cũng lên quận nhưng mà đến giờ phút này thì quận cũng chưa tới. Trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng kiểm tra xử lý thì chủ đầu tư đã gấp rút thi công, hoàn thiện công trình. Còn người dân thì vẫn phải sống với những bức xúc mà chưa biết khi nào được giải tỏa khi năm mới sắp đến. Vậy việc xây công trình tạm của dự án sát nhà dân như vậy có đúng với các quy định của pháp luật hay không? Những công trình như vậy phải đảm bảo những tiêu chuẩn gì? Xung quanh về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Hà Huy Phong, giám đốc công ty luật Intechco. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn luật sư Hà Huy Phong đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để ông có thể cho biết là những cái quy chuẩn về cái khoảng cách xây dựng giữa những công trình xây dựng đối với những cái bất động sản liền kề là gì ạ? Việc xây dựng công trình nhà tạm hay là công trình kiên cố thì phải đảm bảo rằng thứ nhất là nó phải phù hợp về các quy định của pháp luật về xây dựng. Đó. Và thứ hai nữa là gì? Phải đảm bảo rằng là không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cái chủ bất động sản liền kề. Chúng tôi đang xem xét đến các quy định, cái quy chuẩn quốc gia về xây dựng năm 2008 trong lĩnh vực xây dựng, thì cái khoảng cách mà từ giữa hai công trình với nhau thì được căn cứ vào cái chiều cao của công trình. Tức là cái khoảng cách như vậy chúng ta phải đảm bảo tối thiểu là không nhỏ hơn 1/2 khoảng cách được quy định áp dụng mà trong các cái công trình trong khu đô thị. Thì như ở đây chúng ta cứ giả định rằng là công trình này nó rất là thấp, thì khoảng cách tối thiểu giữa hai công trình là 5m. Vậy thì ở đây chúng ta có thể hiểu nôm na là khoảng cách giữa cái nhà mốc, gọi là cái ranh giới giữa thửa đất giữa dự án và nhà dân, thì cái việc người ta xây nhà nó không được khoảng cách giữa nhà tạm và cái ranh giới đó không được nhỏ hơn 2,5m. Vâng, thưa ông, tại dự án E4 Yên Hòa mà chúng tôi vừa đề cập trong phóng sự thì khoảng cách gần nhất giữa nhà tạm của dự án đến ranh giới của nhà dân chỉ khoảng vài chục cm. Vậy thì cái điều này nó có phù hợp với những cái quy định mà ông vừa đề cập ở phía trên hay không? Thế tôi cho rằng một cái công trình mà nó sát với nhà dân quá như vậy thì đã có những cái dấu hiệu của sự vi phạm. Đó, vì nó quá gần. Và dựa trên nguyên tắc chung là cái việc xây dựng như thế thì nó đã ảnh hưởng đến cái quyền và lợi ích hợp pháp của những cái nhà dân ở bên cạnh, tức là cái chủ đất ở bên cạnh rồi. Người ta có thể là không mở được cửa, người ta bị tiếng ồn hoặc là người ta bị nước mưa dội thẳng vào nhà, vào đất của người ta. Thì đấy cũng đã là xâm phạm quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề rồi. Vâng, như ông vừa chia sẻ thì nghĩa là công trình tạm này đang có dấu hiệu vi phạm những cái quy chuẩn xây dựng. Vậy thì trong trường hợp mà xác định được những cái vi phạm này thì người dân có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình ạ? Cái thứ nhất là có thể lên Ủy ban nhân dân phường yêu cầu Ủy ban phường bên chỗ địa chính hoặc là phụ trách về xây dựng, người ta kiểm tra lại cái hồ sơ thiết kế của dự án, ta xem là liệu cái việc thiết kế như vậy nó đã phù hợp với các quy chuẩn pháp luật hay chưa. Và thứ hai nữa là cái việc xây dựng như vậy có phù hợp với việc thiết kế hay không. Trên cơ sở thông tin nếu như thấy rằng là sai thì chúng ta có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước vào thanh tra, lập biên bản, thậm chí là tạm dừng công trình, việc xây dựng công trình. Nếu như công trình đã xây dựng rồi thì yêu cầu là phải phá dỡ để đảm bảo quyền lợi của bà con. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình. Phát biểu tại lễ tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có thể làm được nhà ở xã hội giá 100 triệu đồng với điều kiện là làm căn hộ diện tích nhỏ từ 20 đến 30 mét vuông, không có chi phí về đất, vị trí khu đất phải nằm ở nơi có hạ tầng đầy đủ và được kết nối đồng bộ thống nhất. Phát biểu này nhanh chóng gây nhiều chú ý cho giới kinh doanh đầu tư bất động sản trong mấy ngày qua. Gần đây, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan học kinh nghiệm của Bình Dương để xây dựng nhà ở xã hội bán cho công nhân, người lao động với giá rẻ khoảng 100 triệu đồng một căn. Xem ra mô hình nhà ở xã hội ở Bình Dương vẫn là lời giải cho các đô thị lớn để biến chuyện không thể thành có thể khi tính đến mô hình nhà giá rẻ. Thưa quý vị, người ta nói phú quý sinh lễ nghĩa, có nghĩa là khi con người trở nên giàu có sung túc thì thường chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần. Nhiều nghi thức, lễ nghĩa được con người đưa ra để làm phong phú đời sống của họ.
đến hẹn lại lên vào những ngày giáp Tết như thế này thì thị trường đào Tết lại sôi động hơn bao giờ hết. Đời sống của người dân ngày một thịnh vượng. Thế nên cách chọn đào ngày Tết như thế nào cho hợp với phong thủy để cả năm lộc lá son sắt phát đạt là điều mà không ít người đã quan tâm. Xu hướng chọn đào là chọn những gốc đào cổ, nhìn cổ kính, nhưng nó vẫn phải phú cường, tức là răm nụ phải dày, bông phải căng, có lập thì dễ bắt mắt người chơi, dễ bày vào không gian. Vì cây đào trong yếu tố tâm linh thì nó là sự may mắn của các gia đình, các doanh nghiệp trong năm mới. Để có thể chọn được một cây đào thế đẹp, trước hết ta phải nhìn vào thế của cây. Đẹp nhất vẫn là thế vạn liên hoa, có nghĩa là dáng thân cây to dày trụ vững, những cành mọc liên tiếp từ gốc lên đến thân rồi đến ngọn, hoa cũng từ đó mà mọc liên tiếp. Đến lúc hoa bùng nở thì đỏ rực cả một góc trời. Người sành đào phải biết tới các thế như trực mẫu tử, trực phụ tử, thế tam đa. Mỗi thế cây đều mang một nét ý nghĩa riêng để dân dạy con người và mang một nét lộc riêng tùy ý muốn gia chủ. Thì bông thì phải căng, lụ thì phải bộp, cái độ răm của nó không được vươn quá dài và cây nó phải có khuôn phép trong cái tiêu chí mà mọi người đều đặt ra. Cây thân thì sần sùi mà có thể mốc đen, nhưng mà tay thì vẫn vươn, lộc thì sáng, lộc là sáng, lộc trẻ, mà bông nụ thì phải to thì mới là tiêu chí của cây đào đẹp. Đấy. Nó phải có đủ gọi là tứ quý đúng không? Tứ quý hoặc là năm, có thể vượt đến trên năm, ví dụ đấy. Nếu mà những bông nó ra bói ra sớm thì trở thành quả. Trong cái quả đào của nhà Phật thì là quả phúc. Thứ nhất là thân là phải chuẩn, đúng không? Nhất thân mà, như thế. Lụ là 3, lộc là 4, quả là 5. Đấy. Thế trong hồi xưa cụ là gọi là ngũ phúc lâm môn, nghĩa là 5 cái phúc vào nhà, vào lâm môn là vào cửa. Đấy, sâu đậm không? Còn nói vậy đó. Một gốc đào nhỏ để chơi trong gia đình có giá dao động từ 5 đến 10 triệu. Có những nơi chơi những gốc đào cổ có giá lên tới 80 đến 90 triệu đồng. Thường những gốc đào này chủ vườn chỉ để cho thuê chứ không bán, vì theo yếu tố tâm linh, những cây đào đó đem lại nhiều lộc cho chính gia chủ trồng đào. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đề Ốc 24 giờ ngày hôm nay. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi ý đóng góp cho chương trình xin gửi về địa chỉ email deoc24giờ@vtc.gov.vn hoặc gửi thư về chương trình theo địa chỉ ban tập chương trình Đề Ốc 24 giờ, kênh VTC1, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.